Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt đang tồn tại những ngôi nhà xây dựng không phép. Tình trạng xây dựng nhà trái phép không được xử lý kiên quyết và triệt để đã gây nhiều khó khăn trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và đất đai. Phóng viên chuyên mục phản ánh thực trạng này qua phóng sự Quản lý, quy hoạch, những vấn đề đặt ra. Cách cổng chào khu phố văn hóa ở đường Trần Quang Diệu, phường 10, Đà Lạt không xa, tồn tại một xóm liều. Gọi như vậy cũng bởi từ nhiều năm nay, dù nằm trong vùng quy hoạch, nghĩa là không được phép lấn chiếm đất lâm nghiệp để dựng nhà. Nhưng hàng chục ngôi nhà lớn nhỏ vẫn mọc lên ngay trong bìa rừng. Từ chỗ đơn lẻ do không giải quyết triệt để ngay từ đầu, nên xóm liều vẫn ngang nhiên tồn tại. Chỉ sau vài ba ngày, những căn nhà tôn tạm bợ bỗng nhiên lột xác, thay thế vào đó là bên trong gạch đá vững chắc. Những khu dân cư không phép như thế này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội. Thực tế thì các hộ dân này là sống trong quy hoạch thì quá lâu rồi, cho nên cái việc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân này nằm trong quy hoạch thì nó khó khăn, tức là có nghĩa là không có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ hai nữa là cái việc xác nhận về nhà ở, đất ở cũng như là việc xác nhận về điện nước cho các cái người dân tại khu vực này thì nó cũng hết sức là khó khăn, bởi vì nằm trong vùng quy hoạch cho nên là cái việc mà xác nhận để cho người ta có nhu cầu tối thiểu cho việc mà bắt điện, bắt nước cũng như là nhập hộ khẩu cho con em đi học thì hầu như là không thể nào thực hiện được. Chỉ tính riêng trên địa bàn phường 3, thành phố Đà Lạt, hiện có 3 khu quy hoạch lớn tập trung ở các khu 6B ở đường 3 tháng 4, khu Suối Cát, Xuân An và khu vực Đống Đa. Đây là các điểm quy hoạch để trồng cây xanh và rừng đồi ô. Tuy nhiên, sau hàng chục năm, những nơi này giờ đây đã trở thành khu dân cư đông đúc với hàng trăm hộ gia đình sinh sống. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với chính quyền cơ sở. Thực tế thì trong những năm qua, về việc tăng dân số cơ học rồi về việc quản lý trên địa bàn, thì cái việc quản lý về cái việc xây dựng ở trên địa bàn thì trong những cái khoảng thời gian thì cũng có gặp nhiều khó khăn, phát sinh các cái hộ xây dựng trái phép, không phép ở trên cái địa bàn. Điều đáng nói là có không ít hộ dân được cấp đất trước khi có dự án quy hoạch, nhưng hiện vẫn chưa được xây cất nhà cửa bởi còn vướng quy hoạch. Tất cả hơn 50 gia đình là muốn làm được cái nhà ở cái khu đất này, thì như vậy là bây giờ quy hoạch quá lâu mà bây giờ chúng tôi cũng không hiểu là cái quy hoạch gì và quy hoạch từ bao giờ. Nhưng như đến cho đến nay như vậy là hơn 30 năm nay là ra mọi người dân ở đây đều trông chờ như vậy. Dù biết là phạm luật, nhưng để có chỗ ở, bằng cách này hay cách khác, những ngôi nhà trái phép vẫn mọc lên. Chính điều này cũng gây nhiều khó khăn trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và đất đai. Người ta vô là làm nhà tự phát, cho nên mình quản lý nhà nước là mình không thể quản lý được cái đất đai của họ. Tại vì nó không phù hợp quy hoạch thì người ta đâu có được hồ sơ để mà cấp giấy, và mình không có thể mà quản lý về cái ranh thửa và đất của người ta được. Chỉ nắm là nhân khẩu, hộ khẩu nơi đó thôi. Còn khó khăn về quản lý đất đai thì mình trong đó thì mình không nắm được từng lô từng thửa để mà quản lý. Hiện trên địa bàn thành phố Đà Lạt có hàng chục khu cùng quy hoạch cũ và mới. Để công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch đô thị đạt hiệu quả, tránh phát sinh những điểm khu dân cư không phép, xóm liều mới, v.v. cũng đặt ra nhiều vấn đề mà thành phố Đà Lạt cần quan tâm giải quyết.